vì sao tên lửa SM-2 vừa khai hỏa lại bắn hụt quái điểu MQ-9. Nhầm là mục tiêu thù địch, tàu hộ vệ Hessen phóng hai tên lửa SM-2 trị giá 2 triệu đô la Mỹ mỗi quả về phía UAV MQ-9 của Mỹ, nhưng rất may cả hai quả đều trượt mục tiêu. Tàu hộ vệ Hessen phóng hai tên lửa SM-2 về phía UAV khả nghi nhưng trượt mục tiêu, trước khi phát hiện đó là máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Sự việc xảy ra khi tàu hộ về tên lửa Hessen của Đức làm nhiệm vụ tuần tra trên biển đỏ đêm 26 tháng 2, nhưng thông tin chỉ được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Michael Stamford tiết lộ hôm 28 tháng 2. Radar phòng không của tàu Hessen phát hiện máy UAV và coi đó là mục tiêu khả nghi, do phi cơ không hồi đáp tín hiệu nhận diện địch ta. Vì thế họ quyết định khai hỏa hai tên lửa phòng không tầm xa SM-2 về phía mục tiêu. Tuy nhiên, cả hai tên lửa đều trượt mục tiêu và rơi xuống biển. Sự việc kết thúc khi chúng tôi xác định được đó không phải UAV thủ địch, ông Michael Stamford cho hay. Như vậy tàu chiến Đức đã mất van hai quả tên lửa SM2. Sự cố này còn hé lộ một vấn đề lớn hơn đối với tàu chiến Hessen, đó là sau khi phung phí hai tên lửa đắt tiền, kho vũ khí phòng không hiện đại của tàu đang dần cạn kiệt mà không có nguồn bù đắp. SM2 là tên lửa hải đối không cơ bản của Hải quân Mỹ. Hiện nay với cấu hình triển khai đã được nâng cấp từ SM1 thì dòng tên lửa tầm trung này có thể hoạt động trong mọi loại hình thời tiết. SM2 sử dụng radar bán chủ động ở giai đoạn cuối và thiết bị dẫn quán tính ở giữa quá trình hoạt động có khả năng cập nhật lệnh giữa chừng từ hệ thống phòng không từ trên tàu chiến, từ đó cho khả năng tấn công chính xác mục tiêu theo lý thuyết. SM2 được phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng MK41 VLS Vertical Launching System và hệ thống dẫn tên lửa MK26 GMLS Guided Missile Launching System. Loại tên lửa SM2 được phát triển để phá hủy các mục tiêu tấn công tàu chiến, các phiên bản mới còn có khả năng tránh được các biện pháp chống trả điện tử ECM từ đối phương. SM2 được phát triển thành nhiều phiên bản, phiên bản SM2 MR được trang bị cho lớp tuần dương hạm Ticonderoga, tàu khu trục hạm Isis, tàu ngầm hạt nhân Virginia và một số lớp tàu chiến khác. SM2 IR được thiết kế để đối phó với tên lửa hành trình chống tàu tầm cao, phiên bản này sử dụng thiết bị dẫn giai đoạn cuối nhằm tăng độ chính xác khi công phá mục tiêu. SM2 IR cũng có thể dùng để đánh chặn mục tiêu bề mặt, thông qua hệ thống đánh chặn tầm xa có khả năng chống lại các loại tên lửa chống máy bay và chống tàu phiên bản SM2MR1 áp dụng hệ thống dẫn quán tính, lắp đầu đạn phân mảnh MK115, phiên bản này là một phần không thể thiếu trong hệ thống chiến đấu đa năng thông minh của Hải quân Mỹ. SM2MR2 vẫn áp dụng hệ thống chiến đấu Aegis và hệ thống phóng MK26 giống như SM2MR, tuy nhiên dòng tên lửa này được lắp đặt động cơ tên lửa thiêu côn MK104 giúp tăng phạm vi hoạt động lên gấp đôi. SM2MR2 được phóng từ bệ phóng MK26 và sau đó là sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng BLS MK41. SM2MR3 phiên bản AIM66K1 và RIM66L1 được nâng cấp từ SM2MR2, trang bị hệ thống chiến đấu Aegis và hệ thống phóng MK26, cải thiện thiết bị phát hiện mục tiêu MK45 Mod 9 giúp đạt hiệu quả tốt hơn khi hạ mục tiêu tầm thấp. SM2MR3 phiên bản RIM66K2 được nâng cấp và lắp đặt đầu đạn hạt nhân MK125 với sức công phá cực mạnh. SM2MR3B phiên bản RIM66M5 được nâng cấp hơn với chương trình cải tiến tên lửa Homing hệ thống dò tìm đôi IAS -A -A -X. hệ thống dò tìm hồng ngoại IA được gắn bên cạnh tên lửa, nhờ đó sự chính xác được nâng lên. SM2ER phiên bản AIM-67B, loại tên lửa này được đưa vào phục vụ năm 1980, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và thiết bị dò tìm Monopau trong giai đoạn cuối. AIM-67B có trọng lượng 1.341 kg, chiều dài 8 m, sải cánh 1,6 m, phạm vi hoạt động lên đến 183 km. SM2IR2 phiên bản AIM67C áp dụng động cơ đẩy MK70 giúp tăng gấp đôi hiệu quả, dùng đầu đạn hạt nhân MK115. SM2IR3 phiên bản AIM67D sử động cơ chính MK314, thiết bị phát hiện mục tiêu MK45 m 8 giúp tăng tầm bắn và độ công phá mục tiêu. SM2IR4 phiên bản AIM67I được thiết kế tăng cường cho các tàu chiến dùng hệ thống phóng thẳng đứng MK41. Ngoài ra, loại tên lửa này còn được trang bị thiết bị phát hiện mục tiêu MK-45 Mod 10 để phát hiện mục tiêu tầm thấp với hiệu suất cao, bổ sung hệ thống kiểm soát và dẫn tên lửa. Loại tên lửa SM-2 được sử dụng trong Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Đức, Canada và một số quốc gia khác. Sự cố, bắn nhầm còn trượt, hé lộ hạn chế của chiến hạm Đức. Tàu hộ về Hessen nhầm UAV Mỹ là mục tiêu thù địch, phóng hai tên lửa SM-2 để bắn hạ nhưng đều trượt, cho thấy nhiều vấn đề với chiến hạm Đức. Tàu hộ vệ Hessen của Đức đêm 26 tháng 2 phóng 2 tên lửa phòng không tầm xa SM2 nhằm vào máy bay không người lái UAV khả nghi trên biển đỏ, sau khi không xác định được nguồn gốc và lực lượng vận hành nó. Mục tiêu mà hai tên lửa nhắm tới sau đó được xác định là MQ9 Reaper của Mỹ, cho thấy đây là sự cố bắn nhầm của tàu chiến Đức. Điều tệ hơn là cả hai tên lửa SM2, mỗi quả có giá khoảng 2 triệu đô la Mỹ, đều không trúng mục tiêu, gặp trục trặc kỹ thuật và rơi xuống biển quân đội Đức đã lãng phí hơn 4 triệu đô la Mỹ trong nỗ lực bắn nhầm còn trượt, bị tờ bay của nước này mô tả là nỗi xấu hổ lớn. Bài nhấn mạnh sự việc xảy ra trong bối cảnh hải quân Đức gặp vấn đề với kho dự trữ tên lửa cho ba tàu hộ vệ phòng không tối tân lớp Sachsen, loại chiến hạm từng được tư lệnh hải quân Ian Cái mô tả là tiêu chuẩn vàng về năng lực tác chiến. Một ngày sau vụ bắn nhầm, chiến hạm Hessen đã phải sử dụng pháo hàm 76mm và tên lửa tầm ngắn RIM-116 để đánh chặn hai UAV của Houthi trong khu vực, cho thấy những UAV này đã đến khá gần chiến hạm Đức và gây ra mối đe dọa không nhỏ. Sự cố này còn hé lộ một vấn đề lớn hơn đối với tàu Hessen, đó là sau khi phung phí hai tên lửa đắt tiền, kho vũ khí phòng không hiện đại của tàu đang dần cạn kiệt mà không có nguồn bù đắp. Chúng tôi mới phát hiện ra rằng không thể mua thêm một số loại vũ khí trang bị trên tàu hộ vệ Hessen, do dây chuyển sản xuất đã đóng cửa. Khi kho dự trữ cạn kiệt, hải quân Đức sẽ mất khả năng nạp lại tên lửa và phải rút chiến hạm về cảng Florian Han. Quan chức về chính sách quốc phòng của đảng liên minh xã hội cơ đốc giáo CSU tại Hạ viện Đức nói: Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận dây truyền chế tạo tên lửa SM2 Block 3A của Mỹ đã ngừng hoạt động. Đơn hàng cuối cùng được đặt từ năm 2021, trước khi nhà sản xuất Raytheon tập trung cho dây truyền SM2 Block 3C. Hải quân quyết định triển khai tàu Hessen mà không tính đến vấn đề đạn dược của loại chiến hạm này, ông Han nói. Đồng thời cáo buộc giới chức Đức che giấu tình trạng thiếu hụt tên lửa của lớp Sachsen suốt nhiều tháng trước đó. Hessen là một trong ba chiếc thuộc lớp tàu hộ về phòng không tối tân sách sen do Đức phát triển, được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình để ẩn mình trước radar đối phương. Mỗi tàu được trang bị hệ thống radar cảnh giới Smart L và điều khiển hỏa lực APAR, cho phép phát hiện và đánh chặn nhiều loại mục tiêu, bao gồm cả máy bay tàng hình và tên lửa hành trình. Dù mang định danh là tàu hộ vệ tên lửa, lớp sách sen sở hữu hỏa lực không thua kém các tàu khu trục của Mỹ. Vũ khí chính của sách sen là 24 tên lửa phòng không tầm xa SM-2 Block 3 do Mỹ sản xuất, mỗi quả có giá xuất xưởng khoảng 2 triệu đô la Mỹ và tầm bắn khoảng 160 km. Cây bút Alex Lắc của Naval New nhận định phương án duy nhất để bảo đảm nguồn cung tên lửa phòng không tầm xa cho tàu chiến lớp sách là chuyển sang sử dụng mẫu SM-2 Block 3C. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là cả ba chiến hạm phải về nhà máy để hiện đại hóa hệ thống quản lý chiến đấu, cũng như điều chỉnh kết cấu để có thể mang phóng loại tên lửa mới dòng SM2 Block 3C đang trong giai đoạn chế tạo sơ bộ với sản lượng thấp, khiến Đức không thể nhanh chóng xây dựng kho tên lửa dự trữ cho lớp sách sen, Black cho hay. Hessen không phải chiếc duy nhất của lớp sách sen gặp vấn đề với tên lửa SM2. Tàu hộ vệ sách sen tháng 12 năm 2023 được lắp bệ phóng thẳng đứng Mark 41 mới, thay cho cụm Mark 41 hư hỏng sau vụ tên lửa SM2 phát nổ ngay trên bệ phóng khi diễn tập ngoài khơi Uy hồi năm 2019. Quá trình thay thế bệ phóng liên tục bị trì hoãn, khiến sách sen phải làm nhiệm vụ suốt 5 năm mà không có vũ khí chủ lực. Đức phải đặt mua bệ Mark 41 với thông số riêng thông qua chương trình bán vũ khí cho quân đội nước ngoài FMS của Mỹ, sau đó chờ sách sen về cảng bảo dưỡng định kỳ để lắp đặt. Điều này khiến quá trình thay thế kéo dài, lắc nói. Cả ba tàu hộ vệ lớp sách sen đang chuẩn bị trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời, trong đó có lắp đặt radar tas 4 d Rod và nâng cấp hệ thống quản lý chiến đấu. Phương án này cho phép chiến hạm Đức phát hiện và bám bắt tên lửa đạn đạo, nhưng vẫn không có khả năng trực tiếp đánh chặn mục tiêu do hạn chế của tên lửa SM-2. Quá trình nâng cấp dự kiến bắt đầu trong năm nay và kéo dài đến năm 2028. Chưa rõ đợt triển khai của Hessen đến Biển Đỏ có tác động đến thời gian biểu này hay không.